Khi nào không có không khóc đâu nha. Đói lắm rồi. Đây hai bác cháu đang ngồi ăn bánh nha các bạn. Nhặt lên cho nó xong cho vào cái bát hay cho vào cái gì thôi. Nó em bảo là đi làm thuê trồng ngô ở đâu à? Chắc là trồng ngô ở dưới kia. Một tay nó này có làm được không? Dùng một tay thôi. Chỗ này thì là đợt trước em xính què ở đây các bác ạ, hai bố con ăn ngủ ở đây. Nhờ nhà ông Bí Thư thì nhà ông Bí Thư ngay đường trên này lên một đoạn các bác nhé. Thì đây hôm nay Tuyên có chở cái món quà lên cho hai bố con. Thường thường thì như vừa rồi Tuyên cũng đã có một vài thước phim ghi về em xính què. Thì hiện tại em cũng đã có chợ nơi ở mới, tạm thời thôi, gọi là tạm thời thôi các bạn, vì cái chỗ ở cũ này bây giờ vẫn chưa dỡ, không dám dỡ đi, bởi vì là nếu như trường hợp mà hai vợ chồng gia đình kia mà lỡ có quay về thì hai bố con vẫn còn chỗ để mà nương tựa. Hiện tại thì Tuyên cũng nói về cái em xính ấy, thì cái cơ bản là cái chỗ mà ở tạm thời của hai bố con thì sẽ là ở sát với cái nhà này các bác nhé. Đấy. Ở cái khu vực dưới này nhé. Các bác đây, hai cái nhà này ở đầu đường nhà bé bên kia. Thì xuống từ đây xuống thì Tuyên lại phải đi theo cái đường mòn này xuống. Và xuống dưới này khoảng 4 cây số nữa. Nhìn thì rất là gần thôi các bạn, nhìn thì rất là gần thôi, nhưng mà để đi được đến chỗ nhà, chỗ em xính ở dưới kia thì nó cũng khá là xa. Thì là cái đoạn đường này thì đi dốc và nó vòng gần như là vòng đi sang đồi núi bên này, sang dưới hùm sâu này xong mới vòng ngược lại mà lên một đoạn dốc nữa các bác ạ. Lên một đoạn ở ngay cái dốc dưới này nữa mới lên kia. Thì, tại sao Tuyên dừng ở đây thì cũng nói với các bác một chút là mọi lần ấy thì kể cả những em xính thì ở nhờ bên kia, nhưng mà em mới vẫn về đây, vẫn thi thoảng em vẫn qua đây, vẫn đi lang thang, bé thì con đi lang thang, bởi vì là hỏi em xính thì em bảo là em chán đời quá đi lang thang, với lại là ở nhà thì bây giờ bà con họ cũng đi làm hết rồi thì cũng không có ai để mà tâm sự đâu. Với lại bản thân em thì sau cái thời gian mà em đi tìm vợ về ấy, thì do là bản thân em cũng bị tự ti với xã hội, tự ti với làng xóm, rồi là em cũng gần như là hàng xóm người ta cũng dị nghị, rồi là cũng đàm tiếu về cái câu chuyện của em, cho nên bản thân em cũng không muốn nghe. Thế cho nên là em mới đi cứ sáng ra là em cứ bế con lang thang thôi. Bởi vì là mọi lần Tuyên lên thì cũng vẫn gặp em xính ở đây, sau đó là mới gọi hai bố con đi về. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý các anh chị. Chào mừng quý vị đến với kênh Hoa của Núi. Hôm nay lại tiếp tục đi thăm em xính què các bác ạ. Một trong những cái nơi ở cũ của em xính đây, ở nhà chỗ đất của Bí Thư. Đây là một cái đám nương của Bí Thư các bác nhé. Đám nương ở gần đây thôi, ngay dưới này thôi. Mà lần Tuyên lên thì lên thăm em xính là ở đây, nhưng mà sau cái thời gian chia sẻ thì có một gia đình ở cái xóm bên kia cũng đã được cho em xính ở nhờ. Do là gia đình đấy thì cũng có hai vợ chồng cũng đi làm thuê, rồi là cũng không ở nhà, cho nên là muốn cho hai bố con em xính để ở tạm, bởi vì ở đây thì nguy hiểm quá, cho nên là sợ mưa gió về là hai bố con là lạnh nữa, cho nên là cho em xính sang ở nhà bên chỗ cái bếp bên kia. Thì tiện đây thì Tuyên cũng có nói về cái món quà của bà Ngợi một chút, là hôm nọ Tuyên đã đem lên trao cho em xính rồi, nhưng mà do là ekip của Tuyên thì làm việc nên thật sự là có lỗi với bà Ngợi một chút, là toàn ekip làm bị lỗi
nên là không bị mất âm thanh các bác nhé. Bị mất âm thanh thì cái tập phim để Tuyên không có chiếu. Thì cái món quà của bà Ngợi thì Tuyên cũng đã trao đến cho em Xính, trong đó thì có quần áo, rất là nhiều quần áo của em Xính và con. Và ở trong thì cũng có một cái món quà, đó là một cái phong bì có 100.000 của bà Ngợi, bà dành bà cho em Xính và con. Thì hôm nọ Tuyên cũng đã trao cho em Xính và đưa cho em Xính. Thì tí nữa Tuyên đi, Tuyên sẽ, nếu mà còn thì Tuyên sẽ ghi lại một chút, một đoạn ngắn để cho các bác cùng biết và cho bà Ngợi biết được là cái món quà của bà đã trao đến tận tay cho em Xính các bác nhé. Đây, Tuyên đang đến chỗ em Xính ở đây các bác. Dốc quá, xe đứng không có chỗ dừng luôn, quá là dốc. Đoạn này thì do gia đình này cũng chỉ là chỗ cái lối đi thôi, nhưng mà họ cũng không có làm đường rộng, đường như cái đường mòn đi thôi các bác. Xính ơi, ra hộ anh một tay với. Bà này nặng quá, này lại họ lại dán mất cái tem này đi, không biết là tí bóc được không các bạn. Dán vào cái chỗ đúng cái chỗ tên người gửi luôn. Xem là món quà này của bác anh chị nào gửi cho em Xính. Ồ, không thấy rồi, không hiểu tại sao họ lại dán đúng vào chỗ này, rất khó để mà xem. Đây, về đây hộ anh khiêng cái này với. Chào anh nhé. Ừ. Kéo cái mic vào nói chuyện với các bác một tí. Hôm nọ anh lấy quà về, cái món quà kia về trao cho em ấy. Thì không may là chụp phim đấy lại mất tiếng, nên là anh cũng không chiếu được. Hỏng bắt đầu khiêng đi. Rồi đâu. Khiêng đi, khiêng đi. Đi đi vào nhà đấy. Bây giờ không đi làm thuê à? Thế hôm nọ bảo đi làm thuê, đi trồng thuê, thế họ đi trồng ngô mà. Đi làm thuê trồng ngô các thứ mà, không đi à? Nó bảo là tối thế. Đây chắc quần áo rồi. Đấy có điện đấy. Đây hôm nay anh mang cái món quà này của một bác. Không thấy tên ở đây. Không tên ở đây. Hình như là Vũ Thị Cúc thì phải. Nhưng mà cái này tem bị dán vào đây mất rồi các bạn. Phủ cái tem của bà dán luôn. Thành ra là này là tên là Vũ Thị Cúc, không biết là ở đâu. Đại khái là biết là gửi cho hai bố con cháu Xính. Đấy, gạo các thứ còn không? Gạo không còn đấy. À, gạo vẫn còn đúng không? Đó. Thịt hôm nọ còn đúng không? Thịt hôm nọ không còn. Ừ. Do là như này các bạn, thì mọi lần Tuyên lên thì cũng rất là nhiều quý cô anh chị nói là mua thịt, mua các thứ lên cho hai bố con. Thế nhưng mà mua một lần thì cũng sử dụng vài hôm, bởi vì hai bố con cũng không ăn quá nhiều. Với lại là hai bố con thôi thì mua ít một thôi, ăn tươi thì nó mới ngon. Còn nếu như ăn để lâu quá thì cái thức ăn nó sẽ bị hỏng. Đây, bây giờ em tìm con dao hay tìm cái gì mở cái món quà này của cô bác, cô Nguyễn Thị Vũ Thị Cúc. Vũ Thị Cúc gửi cho em hình như là quần áo đấy Xính ạ. Anh cũng không rõ là có những quần áo gì. Đấy, thầy cái đâu ra ăn đấy. Thầy không nọ đây à? Đó. Hôm nọ gửi cho đây. Đó. Ừ. Hôm nọ thì có món quà của bác Nguyễn Thị Ngợi nhỉ. Nguyễn Thị Ngợi ở Hà Tĩnh.
gửi cho em Xính thì ở trong đó là có quần áo, bánh kẹo và một số các cái nhu yếu phẩm, đặc biệt là quần áo thì rất là nhiều, toàn quần áo mới thôi cho cả bé con. Đây quần áo đang mặc đây, quần đang mặc đây đúng không? Đúng. Giờ có quần mặc rồi nó ấm đi phần. Còn có cả quần áo của em Xính nữa thì Tuyên đã trao, nhưng mà do là hôm đấy ekip làm việc thì không biết như nào, nhưng mà do anh em làm việc là không bật mic cho nên là bị mất tiếng, từ phim đấy thì Tuyên chắc lẽ là sẽ không chiếu. Còn là thông báo với các bác là món quà của bác Nguyễn Thường Ngợi thì Tuyên đã trao đến cho em Xính. Sao nhìn bên đây là chắc là chú nó là ra. Quần áo thôi đúng không? Chị cô à, chị cô à, chị cô à. Mở cho nó ăn đấy. Khi nào? Không nha. Đói lắm rồi. Đói. Cho vắt cầm vắt im luôn. Nhờ. Im luôn. Có màn đây, có cái thư của bác gửi đây. Cô mừng tuổi Tuyên 100. Tuyên mua bạt cho che xung quanh lều cho cháu Xính nhé. Cô gửi cho cháu Xính 300.000. Cái này là hình như là tiền rồi. Xính bóc ra xem nào. Tiền của cô, xem là cô Nguyễn Thị Cúc à? Vũ Thị Cúc hay là Vũ Thị Túc? Khá là cái chỗ này bị mất rồi, cho nên là không có xem được các bạn. Như là Vũ Thị Cúc các bác nhé. Đây, cho các bác xem rõ. Tuyên thì bị che mất cái chỗ này rồi, thành ra là đọc rất là khó. Cho hình xem. Có 400.000, Xính cầm một anh. Để anh đọc cái tâm thư này nhé. Xính có biết chữ không? Không biết. Không biết à? Ừ. Không biết thì anh sẽ đọc cho em nghe nhá. Vâng. Bắc Ninh, ngày 8 tháng 1 năm 2023. Cháu Tuyên thân yêu quý, đầu xuân năm mới cho cô gửi đến lời chúc cháu và gia đình cháu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, gặp nhiều điều tốt lành. Tuyên ơi, cô chỉ mới xem kênh của Tuyên từ thời điểm cháu chia sẻ và giúp đỡ hoàn cảnh hai bé và bố con xá cụt. Tình cờ coi được cháu chia sẻ hoàn cảnh hai bố con, cháu Xính bán cả nhà đất để đi tìm vợ, đã không tìm được lại còn bị lừa nữa. Tuyên ạ, cô cũng nghèo chứ không khá giả gì đâu. Ngày trước cô cũng được nhà nước hỗ trợ 30 triệu làm nhà đấy. Nhìn thấy hoàn cảnh bố con cháu Xính thương quá. Thấy các hoàn cảnh khó khăn, cô thấy đồng cảm với hoàn cảnh của mình, nên cô gửi. 7 năm nay cô vẫn thường xuyên thu gom chăn màn và quần áo cũ để gửi lên vùng cao tặng dân bản nghèo. Hôm nay cô cũng chỉ mua cho con cháu Xính mấy bộ quần áo mới thôi, còn quần áo của Xính cô chỉ có thể tặng quần áo cũ thôi. Xính nhé, mong cháu hết sức thông cảm và đừng suy nghĩ tiêu cực nhé, để lấy chỗ dựa cho con Xính ạ. Tuyên ạ, cô cũng không có gì nhiều, cô gửi cho con Xính 2 hộp bánh để cho con để cho gọn. Cô đã tháo hộp ra một thùng mì tôm, cô cho 2 bố con gửi mừng tuổi Tuyên 100.000 và cháu mua bạt cho bố con Xính 300.000.
thôi, cô không biết nói gì hơn. Chúc cháu luôn mạnh khỏe, phúc. Cô cảm ơn. À, cô Vũ Thị Cúc. Đây, à, rõ rồi. Cô Vũ Thị Cúc. Đây, à, trong đó thì có 400.000 các bác nhé. Có 400.000 đây. 400.000 và một cái tâm thư cô gửi cho Tuyên và em Xính Què. Đây các bạn. Thì chắc có lẽ là cái tiền này anh em mình sẽ để riêng ra. Tuyên sau khi đọc cái lá thư của cô Vũ Thị Cúc thì Tuyên cũng rất là cảm động và cảm ơn cô rất là nhiều. Tuyên cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tới cô và gia đình. Chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giúp đỡ hơn nhiều hơn nữa những cái hoàn cảnh khó khăn, đồng cảm nhiều hơn nữa những cái hoàn cảnh éo le như em Xính đây chẳng hạn. Hai bố con em Xính thì hiện tại đang ở cái túp lều này thì cơ bản là cô gửi 300.000 là hỗ trợ cho em và con cái bạt để mà quay cái túp lều mà đợt trước ấy, em ở bên đường bên kia ấy. Thì tạm thời thì như này nhá. Theo sự tính toán của anh thì sẽ là cái tiền này anh sẽ giữ tạm và anh sẽ cho vào quỹ. Nhất là để tránh trường hợp, ví dụ như trường hợp mà hai vợ chồng ở đây ấy, tới này mà không may mà họ về ấy, thì sẽ cho anh sẽ cho mua lại bạt và quay lại bên kia thì hai bố con sẽ chuyển lại về nơi ở cũ. Còn nếu như trường hợp mà hai vợ chồng chưa về ấy, trong cái thời gian này thì anh sẽ cố gắng kêu gọi cho em một cái căn nhà. Mong là quý cô bác anh chị giúp đỡ để em giúp đỡ cho em một cái căn nhà mới. Thì cái số tiền này sẽ quyên góp vào làm. Còn bây giờ anh em mình sẽ khui quả. Bây giờ em mở hết những món quà. Bóc đi, bóc cho con ăn xong là để con ở dưới. Đây, túi quà thì cô cũng nói là rất là rõ. Ngoài những cái quần áo mới, ngoài những quần áo ra thì cô cũng gửi cho một số bộ quần áo mới gửi cho con. Thành thử ra là phải khui hết. Trong một cái bao như thế này thì theo như cái chia sẻ của em Xính thì hôm nay em Xính đi làm thuê, là em đi trồng ngô thuê à? Nó em bảo là đi làm thuê trồng ngô ở đâu à? Trồng ngô ở dưới kia. Một tay thế này có làm được không? Dùng một tay thôi. Dùng một tay thôi. Cái thạch đâu? Bóc cho nó ăn đi. Chắc nó là dơ rồi. Dơ rồi. Bóc đi, ở trong có bánh mà. Mở đấy. Đây là quần áo này. Toàn bộ là quần áo mới thôi. Quần áo của bé con thì quần áo mới. Còn quần áo của Xính thì là quần áo cũ. Đây, toàn quần áo mới. Áo ấm thì mặc cho con nhé. Cứ mặc. Hôm nọ thì có bà Ngợi thì cũng gửi cho rất là nhiều quần áo cho em Xính. Đấy, quần áo mới đấy. Đây này. Để sang bên đây đi. Ở trong này tối quá nhỉ. Này mà có cửa sổ hay là ở chung khu này có cửa sổ hay cái gì thì tốt. Đấy, đây bánh kẹo đây. Đây, bóc cho con ăn đi. Để anh bóc cho. Em cứ khui đi, khui quà đi. Súng. Để đi. Này. Đây. Úi. Đây. Về đây. Đấy, cái được kẹo được bánh là thích rồi. Kêu rồi, có cái ăn là được rồi nhỉ. Có cái ăn là không thấy kêu rồi. Ngoan ngay. Mì tôm đấy. Mì tôm thì hôm nọ bà nói là bà bóc ra khỏi thùng để cho nó gọn. Đấy, đây thùng mì tôm đấy các bạn. Rất là nhiều đồ ăn thức uống của các bác gửi. Đấy là áo ấy. Áo chắc áo này là áo cho em đấy. Áo mới, áo khoác ấy.
mặc vào cho ấm nhá. À, quay trở lại câu chuyện mà vừa rồi em bảo là đi làm thuê là như nào? Đi làm đi trồng ngô của nó thì nó bảo đi làm một ngày thì nó cho 20.000. 20.000 đó? 20.000 còn một số thì nó không cho, nó cho ăn cơm. Cho ăn cơm thôi. Thế nhưng mà con thì làm như nào? Con thì vẫn bế đi theo à? Đúng ấy. Nhiều quý cô bác anh chị chưa xem hết những cái thước phim từ đầu mà Tuyên chia sẻ thì các bác hỏi bảo là bố mẹ em đâu, anh em đâu, thì các bác quay trở lại xem mấy cái thước phim đầu tiên nhé. Thì các bác sẽ biết là bố mẹ và anh em của em Xính đi đâu. Nhiều thế. Rất là nhiều. Này thoải mái mặc rồi. Đấy, quần bò rất là đẹp. Về đây, nó đi, tu, đi đâu, về đây bác này, về đây, nhé, nắn, theo ngay mà nhỉ, quen rồi, đây, hai bác cháu đang ngồi ăn bánh nha các bạn, nào, mới đầu thì nó cũng không theo đâu nhưng mà có cái ăn là theo rồi, không thích khóc rồi. Rất là ngoan. Chăn này. Cái chăn này đắt. Ui ấm thế. Đấy, có cái chăn của họ em lấy đi giả đấy nhá. Bây giờ có cái chăn mới của mình rồi thì mình đắp cái của mình nhá. Ui ui ui, chăn ấm thế. Này quá quá là ấm rồi. Một cái bao quà mà của bác Vũ Thị Cúc bác gửi cho. Để em tìm ghế ngồi đi. Trở lại câu chuyện mà cái tâm thư của bác gửi đây có 400.000 đây nhá. Thì bác có nói là hỗ trợ cho anh chuyển xăng 100, còn 300 thì sẽ là cho hai bố con để mua bạt quay xung quanh cái túp lều, cái túp lều mà ở bên kia ấy. Thì bây giờ em được về ở đây rồi, được nhờ ở đây rồi thì tạm thời cứ ở đây đã. Vâng. Cứ ở đây xong là cái đồ ăn thức uống tất cả mọi thứ, những cái đồ dùng cá nhân mà quý cô bác anh chị các bác gửi cho thì anh sẽ đưa đem lên đây, và mong là những cái món quà này em sẽ tận dụng và sử dụng đúng mục đích và đúng cái nhu cầu thiết yếu của em. Trong đó thì tiền, thì những khoản tiền mà các bác cho thì mong là em sẽ sử dụng làm sao cho nó phù hợp và hợp lý, đặc biệt là mua sữa cho con hoặc là mua đồ ăn thức uống cho con nhá. Còn là những cái nhu yếu phẩm như là gạo này hoặc là thức ăn các thứ thì anh sẽ trích quỹ và mua dần lên cho em. Còn đâu thì mua đến đâu sử dụng đến đấy thôi. Anh cũng không mua ồ ạt cùng một lúc và anh cũng không mua nhiều cùng một lúc, để cho các bác và em hiểu rõ hơn về cái khoản tiền, những cái khoản tiền mà các bác gửi ấy. Thì những cái khoản tiền mà các bác gửi cho thì anh sẽ cho vào quỹ. Anh sẽ lập ra một cái quỹ riêng cho em để anh em mình cùng nhau giám sát và cùng nhau sử dụng cái quỹ đó làm sao cho nó hợp lý và phù hợp nhất, minh bạch và rõ ràng nhất để cho quý cô bác anh chị và quý vị khán giả cùng nhau nắm bắt được và cùng nhau giám sát cái quỹ đó để sử dụng. Cái món quà này của cô Vũ Thị Cúc cũng gửi cho em rất là nhiều. Trong đó thì có cái chăn, có chăn này, mì tôm này và tiền này. Trong đó thì có cả bánh kẹo nữa. Đấy, cứ bóc cho con. Quần áo thì rất là nhiều rồi. Em mặc cái áo khoác này xem vừa không? Xính. Vâng. Đấy, em mặc vào thêm rồi. Vừa không? Cẩn thận cái xét của nó đứt. Quần áo thì mặc xong thì nhớ giặt sạch sẽ nhá. À, cho con nhá. Vâng. Không giặt được thì nhờ ai hộ giặt. Vâng.
Mọi hôm thì về thì gặp xính bế con đi lang thang ngoài đường các bạn. Nói chung là cũng chỉ động viên được em xính một phần nào đây thôi. Còn bản thân Tuyên thì cũng không có giúp đỡ hay là không có sát sao được cái hoàn cảnh em xính. Bởi vì là đường di chuyển từ nhà Tuyên lên đây thì cũng khá là xa. Mỗi lần lên thì cũng chỉ thăm, tranh thủ thăm và ghi hình em với em xính được khoảng 15-20 phút. Sau đó là lại phải di chuyển quay về. Không thì lại sợ trời tối. Đấy, mặc rất là vừa và đẹp đấy. Con ấy cố gắng giữ ấm cho con nhé. Đi làm thuê thì cứ đi làm. Nhưng mà cố gắng làm sao mà đừng để cho con bị ngá đau này. Đừng để con bị ốm nhá. Cố gắng nấu nướng các thứ lo cho con thật ấm. Đấy, bây giờ thì em gửi lời cảm ơn và tới bà Vũ Thị Cúc. Và chúc mừng năm mới tới cô. Chào cả ơ, cô vui. Cô Vũ Thị Cúc. Chào cả ơ, cô Vũ Thị Cúc. Chúc mừng năm mới. Ơ cô Vũ Thị Cúc. Cô đã gửi quà với cha bánh mì về cho cháu thì cháu chúc cô phù hạnh phúc vui vẻ. Ngoài ra thì ngoài những món quà như là chăn và mì tôm các thứ thì ở trong đây có cả tiền nhé, có cả tiền nhé. Tiền thì anh cũng đã nói rồi, anh sẽ cho vào quỹ. Còn hôm nọ cô Nguyễn Thị Ngợi cô gửi cho quần áo và tiền thì cái số tiền đấy em sử dụng làm gì rồi? Đã dùng chưa? Chưa. Vẫn chưa dùng à? Đúng rồi. Khi nào cần dùng đến thì hắn dùng, còn không dùng đến thì cứ tạm thời để đấy đã. Bởi vì là theo như anh tính toán thì gạo này, thịt này, các thứ, đồ ăn thức uống thì anh mua về vẫn đủ cho hai vợ bố con dùng. Còn là thì thoảng mua sữa các thứ cho con thôi. Rồi xem là bà con lại đi chợ thì mua sữa. Nếu anh thì thỉnh thoảng anh lên anh vẫn mua cho. Bởi vì là anh cũng tính là mỗi lần lên thì anh cũng mua rất là nhiều thứ đồ, cho nên là cơ bản là các bác như thế này. Mỗi lần Tuyên lên thì đi mua thịt thì sẽ phải đi ra chợ mua, còn đi mua đồ sữa các thứ thì lại phải ra các cửa hàng tạp hóa. Thành ra là cái không chung một con đường, nên mỗi lần đi thì không thể nhớ hết được. Mới lại mỗi lần lên thì lại còn những cái thùng quà của các bác nữa, cho nên là không thể nhớ nổi các bạn. Có lúc vẫn quên, lên đến đây rồi mới nhớ thì không kịp để mua nữa rồi. Đây, những cái đồ này dọn để trên cao đi, không có để thấp như thế này, nó vừa ẩm thấp vừa bẩn, xong là mấy nữa lại chuột rồi các thứ nhá. Quần áo thứ thì gấp gọn vào, gấp gọn vào để sạch sẽ vào. Đây, thư của bà gửi thì em cất gọn vào đi, để vào túi đi, để làm kỷ niệm. Thì thoảng nhớ bà thì lại đem ra đọc. Xem ai ra không biết đọc thì nhờ ai đọc hộ. Nói chung là tất cả mọi thứ của bác anh chị gửi thì nó đều có giá trị riêng. Những cái món quà là những cái khoảnh khắc ghi nhớ của các mạnh thường quân đã thương mình, gửi cho mình. Đấy, lấy cho con ăn đi này. Không cứ ăn kiểu này, xong ăn một hai miếng xong rồi vứt ra đất bẩn hết rồi. Nhặt lên cho nó, nhặt lên cho nó, xong cho vào cái bát thì cho vào cái gì nó sạch sẽ. Đây là hơn 3 tuổi rồi các bạn. 3 tuổi rồi nhưng mà do là thiếu dinh dưỡng nên nó bé phát triển chậm.
Ra đi. Cẩn thận nhé, cẩn thận nhé. Nước nóng nhé.